Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài đơn vị đo khối lượng trang 24. Đơn vị đo khối lượng thì chúng ta đã biết. Ở ngoài đời thì chẳng hạn như đi chợ thì người ta hay nói là chẳng hạn như là mua 1 ký gạo, 1 ký cá, 1 ký thịt, được không? Đấy, thì đơn vị chữ ký là viết tắt là chữ K và chữ G. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một số cái đơn vị nữa. Đơn vị decagram và hectogram. Người ta họ nói cái gì đây? Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm gram, người ta dùng những cái đơn vị là decagram và hectogram. Là có nghĩa là những cái đơn vị này nè, decagram và hectogram là những cái đơn vị là đơn vị nhỏ nha. Đơn vị là decagram và hectogram. Đây nó là gì? Decagram này, hectogram này. Decagram và hectogram thì decagram viết tắt là D A và G. Decagram viết tắt là D A G. Hectogram viết tắt là H chữ G nha. Đây. 1 decagram là bằng 10 gram. 1 hectogram là bằng 10 decagram. 1 hectogram là bằng 100 gram. Đây là những cái quả cân. Đây là những quả cân. Thì cái quả cân này là hồi xưa kia người ta họ dùng, chứ giờ người ta hết dùng rồi. Người ta bây giờ người ta sẽ dùng cái kim, cái đồng hồ, cân đồng hồ hoặc là cân điện tử. Chứ mấy quả cân này là giờ là đưa vào dĩ vãng rồi. Không còn ai dùng cái loại cân đó nữa. Nó cân hai bên nó cân bằng nhau. Đây cái cục này là 1 gram, cục này là 10 gram, cục này là 100 gram, cục này là 1 ký. Này là ký, KG là ký. Đây là các bảng đơn vị về đơn vị đo khối lượng. Đơn vị đo khối lượng thì có tổng cộng là 7 cái đơn vị. Tấn, tạ, yến, kilogram, hectogram, decagram và gram. Đơn vị gram là đơn vị nhỏ nhất. Đơn vị ký là người ta hay dùng. Nó nằm ở giữa. Còn tấn là đơn vị lớn nhất. Cái đơn vị này này ít khi dùng, chữ yến là ít khi dùng lắm. Tấn, tạ này, ký này, gam, chứ còn hectogram, decagram cũng ít khi dùng. Đi ra thực tế ở ngoài ít khi dùng lắm. Thì đơn vị này và cái đơn vị này là lớn, đơn vị tấn lớn hơn đơn vị là tạ là 10 lần. Đó. Cứ bên tay trái đây, từ bên tay phải này qua bên tay trái này, đó. Cứ bên tay trái này là lớn hơn bên tay phải là 10 lần. Đó. Hai đứng hai ký, hai cái đơn vị đứng liền nhau thì nó lớn hơn 10 lần. Còn nếu như nó đứng cách xa nhau nữa thì 100 lần, cách xa nhau nữa là 1000 lần. Đó. Và cứ đơn vị này bên tay trái nó lớn hơn bên tay phải này, hai cái liền kề nhau thì cứ nhau lớn hơn 10.000 nha. Người ta họ có cái đơn vị gì đây? 1 tấn là bằng 10 tạ, đó, 1 tấn là bằng 10 tạ. Còn nếu như tấn chúng ta đổi qua ký nên là 1.000. 1 số 0, 2 số 0 và 3 số 0. Đó, 1.000. Tương tự 1 tạ chúng ta đổi ra yến thì 10 yến. Đó. Rồi, 1 tạ này chúng ta đổi ra ký thì đây là 1 số 0 và 2 số 0, như là 100. Tương tự những đơn vị này. Đó. Người ta họ xếp vô cái ba đơn vị này gọi là bé hơn kilogram. Nè, xếp cái đơn vị này mà thực tế nó cũng là bé hơn kilogram. Và ba cái đơn vị này nó sẽ lớn hơn kilogram, đơn vị kilogram mà đơn vị làm chuẩn. Người ta họ có cái nhận xét này, mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn. Liền nó này, liền nó có nghĩa là hai cái đứng liền nhau. Hai cái này đứng liền nhau so sánh là gấp 10 lần. Rồi, bài số 1. 1 decagram bằng bao nhiêu gram? Đơn vị này liền. Đơn vị này là bên tay trái là lớn hơn bên tay phải. Đơn vị này bằng 10 lần đơn vị này. Như là 1 decagram là bằng 10 gram. 10 đổi ngược lại là nói ngược lại là 10 gram là bằng 1 decagram. Chúng ta đổi ngược lại, đảo ngược lại có nghĩa là cái này ra phía trước, cái này ra phía sau. Vậy cái này là 1 gram. 1 hectogram. Thì bằng hectogram đây, decagram đây, hai đơn vị này liền nhau. Và đơn vị này lớn hơn đơn vị này, vậy mà đổi ra 10 lần.
Nói ngược lại thì có nghĩa là bằng 1 hectogram. Câu B, 4 decagram bằng bao nhiêu gram? Như vậy là 1 decagram là bằng 10 gram. Chúng ta nhân cho 4, thành ra là 40. Nhân cho 10, 3 kg đổi ra hectogram. Kilogram đây, hectogram. Như vậy là 1 kg đổi ra là 10 hectogram. Như vậy có số 3 nữa là nhân cho 3 x 10 là bằng 30. 30. Rồi, cái này thì sao đây? Cái này thì hai cái đơn vị này chúng ta giữ nguyên. Được không? Cái đơn vị 2 kg thì chúng ta đổi ra gram rồi chúng ta cộng với lại cái 300 gram này nữa. Được không? Như vậy 2 kg này chúng ta đổi ra gram là bằng 2000 gram. Được không? Đơn vị kg này chúng ta đổi ra này là tới 2000 nha, 2000. 2000 cộng với này là 2000. 2000 gram cộng với 300 gram nữa là 2300 gram. Được không? Cộng với 300 gram này nữa nè. 8 hectogram bằng bao nhiêu decagram? Đây là hectogram nè, decagram nè. Thì cứ 1 hectogram mà bằng 10 decagram. Như vậy 8 thì chúng ta nhân cho 10. 8 x 10 là bằng 80. 7 kg đổi ra gram. 1 kg bằng 1000 gram. 1000 gram ta nhân cho 7 là 7000 gram. Này chúng ta thiếu chỗ này, thêm một chỗ không chỗ này nữa ha. 7000 gram. Cái này cũng tương tự như bài ở trên, được không? Chúng ta giữ cái này lại. 2 kg chúng ta đổi ra là 2000 gram. 2000 gram ta cộng với 30 là 2030 gram. Bài số 2. 380 gram cộng với 195 gram thì hai cái đơn vị chúng ta cộng lại bình thường và cái gram thì chúng ta ghi lại. Rồi, 5 9 8 17 7 x 1 3 4 5. Đơn vị là gram. Được không? 452 hectogram nhân cho 3 thì chúng ta nhân bình thường, được không? 3 nhân 6. Ôi chết, thiếu à, thiếu. Phải sạch ra tí xíu nữa. 32 là 6. 35 15 với 5 nhớ 1. 34 12 13. Hectogram. Rồi hai cái này trừ nhau. Nè, bình thường thôi. Tại vì nó giống nhau rồi, nó giống cái đơn vị nhau rồi chúng ta trừ cộng nha. Chứ nếu như nó khác thì chúng ta phải đổi nha. Hai đơn vị này giống nhau nè, giống như hai này giống nhau nè. Cái này thì không có. Này một cái đơn vị thôi. Còn này thì sao đây? 8 trừ 4 còn 4. 2 ra trừ 7 được. 12 trừ 7 5. 81 6 decagram. Rồi cái này chia 1 16 6 x 2 12 hectogram. Được. Để bấm sơ máy tính lại coi. Chứ đôi khi là chia cho 6 128 đúng rồi. Bài 3. Chúng ta điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Vậy trước tiên chúng ta nhớ là hai cái đơn vị này nó giống nhau à, thì chúng ta mới so sánh hai cái hệ số phía trước. Còn nếu như nó khác nhau chúng ta phải đổi. Như vậy đây là decagram, đây là gram. Vậy decagram này chúng ta đổi ra gram đi. Như vậy là 1 decagram đổi ra gram là 10 nhân 5 là 50. Vậy hai cái này bằng nhau. Bài này đây có tạ, bốn tạ thì giống nhau. Này, 4 tạ và 4 tạ thì giống nhau. Con này 30 kg, cái này có 3 kg nha. Này là 30 kg lớn hơn. 8 tấn, cái này là 8.000 100 kg. 8 tấn này chúng ta đổi ra kg là bằng có 8.000 nha, 8.000 kg à. À, 8.000 kg.
8.000 kg, mà bay này là 8.100 kg, vậy bay này lớn hơn. Bay này hai đơn vị này chúng ta giữ nguyên, hai cái này giữ nguyên. 3 tấn này chúng ta đổi ra ký là 3.000, được không? 3.000, 3.000 ta cộng với 500 nữa là 3.500, bay này cũng 3.500, vậy hai cái bằng nhau. Bài số 4. Có 4 gói bánh, mỗi gói bánh cân nặng là 150g và hai gói kẹo, mỗi gói kẹo là cân nặng là 200g. Hỏi có tất cả mấy kg bánh và kẹo. Đây, bây giờ cái bài chỗ này thì chúng ta trải ngang qua đây, chúng ta tranh thủ chúng ta làm ở đây thôi ha. Giải. Bây giờ đọc lại cái đề này, có 4 gói bánh, mỗi gói bánh là cân nặng là 150g. Được không? Như vậy 4 gói bánh thì chúng ta sẽ tính là 4 đã nhân cho 150 thì nó ra là cái bánh nặng. Rồi tương tự là có 2 gói kẹo mà mỗi gói kẹo là 200g thì chúng ta lấy 2 chúng ta nhân cho 200. Rồi sau đó thì chúng ta cộng với khối lượng của bánh và cộng kẹo lại với nhau. Rồi chúng ta đổi ra ký, tại vì đây là người ta họ cho là cho gam. Được không? Rồi trước tiên là chúng ta sẽ đổi, chúng ta sẽ tính là số gam bánh nặng là số gam bánh rồi chúng ta lấy 4 chúng ta nhân cho 150 không bằng 600g. Được. Tương tự chúng ta tính là số gam kẹo cân nặng là rồi chúng ta lấy 2 chúng ta nhân cho 200 bằng là 400g. Tiếp theo chúng ta sẽ tính là số gam bánh và gam kẹo nặng là chúng ta lấy 400 ở 600 cộng cho 400 bằng 1.000 gam. Được không? Rồi chúng ta kết luận chỗ này thiếu giấy rồi. Cố gắng nha, cố gắng ha. Vậy số kg bánh và kẹo là bây giờ 1.000g này chúng ta đổ ra là được 1 kg. Được. Chúng ta đổ ra cho này là 1 kg. Được. Bằng 1 kg. Rồi ngay chỗ này giờ mấy em đáp số nha, đáp số nha. Chỗ này thì thiếu rồi cho nên thầy không có đáp số được nữa. Bài này thì chút nữa chúng ta làm bài khác. Rồi bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.